Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng nay là ngày 27 tháng 7. Xin lỗi các vị. Hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2019. Vào sáng thứ bảy cuối tuần. Mẹ mô Phật. Thứ bảy cuối tuần quân đệ chúng ta gặp gỡ và tiếp tục chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 118 và chúng ta tiếp tục đi ngang cái chương thứ 13, đó là chương cúng dường pháp. Thưa các vị, thì tôi nhớ có cái bài kệ là Phật thuyết nhất thiết pháp, vị trị nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Sở dĩ mà Phật nói ra tất cả các cái pháp là để cốt ý là vì trị trị tất cả cái tâm tâm thức của chúng ta. Tâm đây là ý nói tâm thức, nó cái vọng tâm, nó cái tâm mà coi như là hướng ngoại, chứ không phải nói cái chân tâm. Các vị nhớ chữ tâm nó nhiều, mà trong đó thì có lần Phật nói là 16 thứ thứ tâm, nó ví dụ như nhục đoàn tâm, vọng tâm, chân tâm, thường trú tâm, vân vân. Cho nên sở dĩ mà giáo lý nhà Phật Phật nói nhiều như vậy, chư Tiền Bối lịch đại tổ sư phân tích chia sẻ nhiều như vậy là để trị cái tâm bệnh của chúng sanh, trị nhiều thứ bệnh, nhiều thứ vọng tưởng, nhiều thứ vọng chấp, nhiều thứ vọng duyên, nhiều thứ vọng cảnh của chúng sanh có mặt trên trần đời này. Cho nên nhược vô nhất thiết tâm, hà dụng nhất thiết pháp. Nếu như mà không có nhiều cái tâm thức như vậy đó, thì không có dùng, thật sự là Phật không cần thiết pháp và không cần giáo hóa. Cho nên sở dĩ có vấn đề thiết pháp, có vấn đề giáo hóa, có vấn đề độ sanh là để trị cái bệnh vậy đó. Cho nên thì thực tế đối với nền giáo lý đạo Phật, các vị biết như tôi đã chia sẻ rất nhiều cho đại chúng từ bấy lâu nay, là chúng ta thấy sở dĩ chúng ta khổ đau trên cuộc đời này, mà có vấn đề khổ đau, thù hận, có vấn đề này gì kia mà để gọi là phiền lụy đau thương, là do chúng ta thiếu cái lòng từ bi. Thiếu cái lòng từ bi, từ thiếu cái lòng từ bi đó mà nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu cái sự khổ đau trên trần thế này, nó hiện hữu, nó tạo tác. Vậy mà đối với chúng tôi cố gắng giảng nói, cố gắng chia sẻ bằng chính cái khả năng của mình, biết tới đâu nói tới đó, nói thậm chí cứ phó phang tới tôi cũng nói. Tại vì bây giờ đại đa số các vị giảng sư bây giờ là gọi là mì ăn liền, nói để mà ru hời ru ngủ, để cho những cái người mà nó đang lúc nó buồn bã, nó bất an, nó bất ổn, nó thiêu thiểu, nó buồn thiêu. Có người thì già sắp chết rồi, coi như bây giờ cũng phải để mà cho nó có những cái giờ phút gọi là gì đó, lời quê chấp chặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh, có người dân dân đủ thứ hạng. Nhưng mà riêng tôi thì tôi hay nói cái pháp thẳng thật, để trang trải cho những ai có duyên với mình, với cái tư tưởng Phật pháp đại thừa, nói liễu nghĩa kinh,
nói mãn tự giáo, chứ không có nói để lấy cảm tình, nói để mua vui, nói để cho được thu thập tín đồ, nói để vân vân. Tôi không có nói để, mà tôi nói triệt. Nói triệt, nói để nói cái là gọi là triệt, triệt tướng, triền căn, tự tha, bất cách. Nói cho nó nói triệt nó như vậy để cho thấy rằng nó dạt ra cái triền căn, để mới nhận ra rằng tự tha bất cách. Tự tha bất cách là mình và Phật nó không có cách sao nhau xa, để nói lên cái giá trị chân thật của cái kiếp nhân hoàng này, cái trị nhân chân thật của kiếp nhân sinh này, nói lên cái nhân vị. Đó là cái tư tưởng của Phật giáo mà Đức Phật muốn truyền trao cho chúng ta. Thì trải qua 117 kỳ qua mà các vị cố gắng học được Kinh Di Ma Cật thì mà hiểu được thôi, tôi chỉ cần các vị hiểu thôi, chứ còn tôi chưa nói hành. Hiểu được, chấp nhận được, bằng lòng được, tới ngày hôm nay là tôi gọi là tôi khá khen các vị. Thì bây giờ chúng ta ráng gói gọn kỳ này, rồi hai kỳ nữa là cho nó hết cái bộ Kinh Di Ma Cật. Tôi đang suy nghĩ thì như tôi đã hứa là hết bộ Kinh Di Ma Cật thì tôi là mở lại giống như là cái lớp gọi là học căn bản để cho những người mới vào đạo, và đồng thời thì cũng là ôn lại cái sự tu tập nó có căn bản. Thành ra tôi cứ tiếp tục giảng về gọi là giáo lý, những cái bài giáo lý từ căn bản từ thấp tới cao là cái chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà tôi đắn đo, tôi suy nghĩ, tôi cũng phải lòn một bộ kinh đại thừa nào đó để chia sẻ với các vị. Mà tự nhiên tối qua tôi nằm tôi cũng có trăn trở là bây giờ mình nếu mà lấy cái bộ kinh đại thừa nào mà mình giảng đó, thì thật sự ra thì bây giờ còn là những bộ kinh rất là dài, ví dụ như bộ kinh Hoa Nghiêm hay là bộ kinh Đại Bát Niết Bàn. Pháp Hoa là tôi đã giảng rồi, các vị nghe là kinh Pháp Hoa là coi như là 97 kỳ tôi đã giảng rồi. Rồi bây giờ tôi còn nhớ một bộ kinh mà tôi hồi mới vào đạo cũng như trong quá trình học đạo tôi rất thích, đó là bộ kinh Thắng Ma. Thì theo tôi có lẽ là sau cái bộ kinh Di Ma Cật này tôi chọn bộ kinh Thắng Ma tôi chia sẻ cho quý vị. Bởi vì Thắng Ma phu nhân là con của vua Ba Tư Nặc và hoàng lợi Mạc Lợi phu nhân, mà Thắng Ma phu nhân là vợ của gọi là vợ của vua Hữu Xứng, vân vân. Nó nhiều, nó này nó liên quan tới cái lịch sử của cái thời của Đức Thế Tôn còn tại thế nữa. Thì vua Hữu Xứng là rể của vua Tư Nặc, là một cái nước nhỏ. Mà rồi vua Hữu Xứng sau đó hình như bị giết, bị Thái Tử Kỳ Đà giết, vân vân. Rồi gọi là bị thức khách ấy. Trong khi đó Thắng Ma phu nhân cái ngày đó là đi cúng dường, đi xuất bát cúng dường cho Phật và tăng đoàn. Được khi Thắng Ma phu nhân bị được nghe quần thần báo lại là vua Hữu Xứng ở nhà bị giết chết rồi, vậy mà Thắng Ma phu nhân có những cái việc rất là điềm tĩnh. Và nói một cách nào khác hơn là một người phụ nữ vô cùng có chí khí, thể hiện một cái tánh trượng phu, thiên chức của một Bồ Tát. Thì tôi nghĩ cái bộ kinh Thắng Ma cho tôi sẽ chia sẻ sau cái bộ kinh Di Ma Cật này, thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ cho các vị bộ kinh Thắng Ma. Mà bộ kinh Thắng Ma thì cố gắng gói gọn bởi vì cái học bộ kinh Di Ma Cật này quá dài. Nếu mà bây giờ mà các vị mà ngồi nghe từ đầu tới đuôi thì hết cái bộ kinh Di Ma Cật này là phải 5 ngày 5 đêm. Mà tôi nghĩ không ai có đủ cái ngồi mà nghe như vậy.
Bây giờ thì tôi hồi đó tôi giảng, khi tôi giảng á, tôi cũng có cái lược lược bớt là một, thứ hai nữa là cũng có cái là gọi là gì đó, mỗi một chương bao nhiêu phần thì tôi cũng có phân phân định ra. Nhưng mà khi bỏ trên YouTube á, website á, thì các em nó có thể là nó bận bịu nó không để ý việc đó. Còn nếu coi trên cái mạng Facebook á, thì các vị bây giờ thí dụ như các vị không có thời giờ coi hết, các vị tâm đắc cái chương nào trong Kinh Nhi Ma Cật thì các vị có thể coi được. Thí dụ như chương thứ 13 này là tôi cố gắng giảng 3 kỳ. Nó từ kỳ thứ 116, 117, 118 ví dụ vậy, của nguyên bộ kinh mà nó giảng 3 lần. Ví dụ vậy thì phần 1, phần 2, phần 3 của chương mấy, ví dụ vậy thì các vị nên cố gắng mà nghe. Trở lại vấn đề thì như tôi đã nói là sở dĩ mà Phật nói tất cả pháp là vì trị nhất thiết tâm, Phật thuyết nhất thiết pháp vì trị nhất thiết tâm, nhược vô nhất thiết tâm, hà dũng nhất thiết pháp. Nếu mà không có nhiều cái tâm thức, nhiều cái tâm tưởng, nhiều cái tâm phan duyên thì Phật không có dùng tất cả pháp. Ví dụ như ở nước chúng hương, các vị đã nghe đã học, thì nước chúng hương Đức Phật đâu hề nói cái ngôn ngữ như nước Ta Bà này, quốc độ Ta Bà này, mà cái cõi nước chúng hương chỉ có nghe cái mùi hương là người ta thấu lý ngộ đạo. Còn đang ở cái cõi đất Ta Bà hành tinh này thì phải dùng cái sắc và cái thanh. Cái chính là sắc và thanh. Mà sống thì nhờ vật chất, ngộ đạo thì nhờ cái âm thanh, gọi là văn trần. Cho nên như vậy mà cái cuộc đời này thì cần nói nhiều. Thì dĩ nhiên có khi nói nhiều cũng chưa hẳn họ hiểu. Nhưng mà tại vì đang sống cái quốc độ này, cái cõi nó như vậy, thì chúng ta cũng phải vận dụng nó như vậy. Chứ còn cõi này mà biểu là như các thiền sư thường nói, vô ngôn, gọi là ra dấu, đó là nói cho cái trình độ thượng căn thượng trí, nói cho cái căn cơ, gọi là họ đã thấm sâu nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ họ thấm sâu rồi, gốc rễ họ chắc chắn rồi, bây giờ chỉ cần có cái khơi cái là cái mầm nó nảy vọt 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 lên thôi. Còn hiện bây giờ đại đa số là chúng ta đang ở cõi Ta Bà này là phải cần cái nghe nhiều. Mà nghe thì đối với tinh thần nhà Phật thì tôi đó nó là văn tư tu. Rồi cái nền tảng của đạo Phật thì các vị cũng biết rồi, là lấy cái nền tảng là từ bi. Nhưng mà từ bi á, cái tình thương nó phải đi liền với cái sự trí tuệ. Tình thương nó đi liền với trí tuệ. Chứ từ bi mà cái kiểu từ bi cuồng dại, từ bi ngã ái, từ bi bảo thủ, thì cái từ bi đó nó còn tệ lậu hơn hơn cái người thường, không nói với từ 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 bi nữa cơ. Có nhiều nhà hiền triết, nhiều người trí giả, nhiều người họ gọi là quân tử, họ không nói từ bi, họ chỉ nói cái tấm lòng yêu thương thôi. Nhưng mà có nhiều khi họ còn cởi mở, còn rộng rãi hơn Phật giáo mình, dùng chữ từ bi mà cái tấm lòng nhỏ hẹp, nó nhỏ xíu, nó tí tòe. Cho nên tôi nói thật các vị là đối với đạo Phật là cái đạo rất là chân thật, đạo Phật là đạo chân thật, đạo Phật là đạo từ bi, đạo Phật là đạo trí tuệ. Nhưng mà mình đi ngược lại cái đường lối của Phật, cho nên toàn là nói chứ không có thật. Mở miệng thì nói từ bi nhưng mà ích kỷ, dại khờ, thì là bởi vì trần đời nó chúng sanh nó như vậy mà. Cho nên cái giới tu sĩ cũng vậy, có nhiều người ta nhỏ xíu con à, người ta gầy gò, người ta coi như ốm o vậy, mà cái tấm lòng nó rộng lớn bao la như trời biển,
Còn cỡ mập mạp như tôi vậy có khi nó nhỏ xíu như hạt cải. Có mấy vị thượng, có mấy cái tên mà tu hành mà gọi là tu theo kiểu lưu manh á, mà đi đâu thì cũng mặc áo lè lẹt, đeo chuỗi mũ cao mão rộng, đeo chuỗi đồ sa có vẻ tu hành lắm, nhưng mà thật sự ra đó cái từ bi nó không có. Rồi cái đám đệ tử nó thấy ông đó mũ cao áo rộng, ích kỷ đê hèn, có chùa to Phật bự vậy, rồi sống lâu lên lão làng á, nó tưng bốc là thầy tôi huề thượng tu từ bi lắm, nhưng mà thật sự từ bi trong nội bộ không hà, chứ không có từ bi với người ngoài. Mà cái đạo Phật mình á, cái từ bi của đạo Phật, cái từ bi nó cao cả lắm. Từ bi trên cái tinh thần mà trí tuệ, từ bi trên tinh thần cứu khổ ban vui á, nó cao cả lắm, chứ không phải từ bi với cái tư tưởng nội bộ. Thầy tôi từ bi lắm, mà từ bi với ai? Từ bi với đệ tử đồ tôn. Cái thứ mà đệ tử đồ tôn, cái thứ mà không ra gì, thầy trò cùng một cá mè một lứa, cùng một tư tưởng để giật quịch thiên hạ, là từ bi với nó. Vậy nó không phải từ bi của đạo Phật. Từ bi của đạo Phật là từ bi trên cái tinh thần bình đẳng. Bởi vì từ bi bình đẳng như vậy cho nên thương yêu mọi loài, nó không có riêng đệ tử đồ tôn. Cho nên tôi nói các vị á, sở dĩ mà cái người tu mình mà nó không vượt qua khỏi cái chỗ mà tông môn pháp phái tử đệ đồ đó, đó là đệ tử tôi, đó là ý chỉ tôi, đó là này kia nọ, mà cái đó là con dở ẹt. Thầy tu kiểu đó là suốt đời suốt kiếp cũng chỉ bịp thiên hạ lè người. Cho nên nếu mà tu hành mà chân chắc và tu hành chân thật rồi đó, mà xưa xưa nay chưa tiền bối lịch đại tu xưa nó truyền hiền chứ không có truyền tử. Tiền tử lưu tôn tông môn pháp phái đệ tử đồ tôn nữa, là cái thứ đó là thứ dở ẹt, thứ là tu hành chưa tới nơi tới chốn, cái đó là chỉ lè thiên hạ bên ngoài. Cho nên cuộc đời tôi biết là chắc chắn là không ai theo cái con đường của tôi rồi. Hàng đệ tử tôi xuất gia mười mấy người chứ tôi biết cũng không ai theo nổi con đường của tôi. Cho nên tôi chuẩn bị cái tinh thần của tôi là cô đơn. Cô đơn cho tới tới cái giờ phút chết cũng cô đơn. Thành ra tôi nói cho các vị nghe rõ. Cho nên ông Ngô Thừa Ân á, sở dĩ ngày xưa ông cũng ở từ cái giới thầy chùa ra, cho nên ông viết cái bộ Tây Du Ký, ông chửi nát nước trong đó. Nhất là ông đem cái ông Đường Quyền Tam Tạng ra, ông nói cho mọi người biết cái kiểu mà từ bi của anh không có trí tuệ cho nên anh bị nạn hoài. Giống như là các vị thấy đi làm gì mà đi giữa rừng núi hoang vu vậy, mà làm gì có cô gái đứng la cứu cứu cứu, nhưng mà thật sự ông Tôn Hành Giả, Tôn Ngộ Không, ông đâu có nghe cái tiếng kêu kêu cứu, bởi vì con người ông nó đạt tới cái chỗ gọi là ngộ không rồi. Thậm chí cả cái gì đó Sa Tăng cũng cũng nghe, mà nghe về sau khi Đường Tam Tạng nói có nghe cái tiếng người nữ kêu cứu, thành ra cho nên là Sa Tăng mới nghe, còn chỉ có Tam Tạng với Bát Giới nghe. Mà các vị thấy coi Ngộ Không nói sư phụ đừng đừng có rớ vào, đừng có rớ vào, đây là ma đó, đây là quỷ nó hiện hình nó muốn ăn thịt sư phụ đó, mà sư phụ đâu có nghe. Cỡ gì cỡ Tam Tạng pháp sư cũng không nghe hết đó. Cho nên biểu mở trói cô gái đó rồi cứu cứu đem về đi ngang cái chùa gì đó, cái phim đó tôi coi lâu quá tôi quên, ngang về cái chùa, ngang đem về ngang cái chùa nào đó, xin ở tá túc, cũng xin cho một phòng cho tín nữ, cho phòng cho tín nữ này ngủ qua đêm rồi rồi đi tiếp, rồi cho tín nữ ngủ qua đêm, mà tín nữ ở một phòng riêng vậy. Nhưng mà cắt cớ là nửa đêm mà mấy ông sa môn, mấy ông tu sĩ hả, tôi không biết là đại đức chưa hay thượng tọa, mà tôi thấy tướng già chắc thượng tọa hết rồi, thậm chí hòa thượng không chừng.
nửa đêm mà bưng quậy nước cam, bưng trái cây đều vô, ông thì quậy nước đem vô cho thiếu nữ. Nửa đêm mà, nửa đêm làm gì mà tính nữ, rồi ông thì bưng trái cây vô, cái rồi cái ngồi gần này nữ thí chủ, mời nữ thí chủ uống nước bằng bằng tăng bằng 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 tăng quậy nước cho thí chủ uống nè cho khỏe. Thí chủ đi đường dài mệt mỏi, mời thí chủ uống, cái rồi nó bưng ly nước nó uống, cái rồi nó thôi thầy ngồi gần em, thầy ngồi gần em, cái nó tròn tay qua cái trời ơi, cái tâm mà hồn kinh khách vía tạ rũ rượi á, rũ rượi hết, cái nó tròn và nó ôm một cái coi như là coi như là mọc óc dựng lông hết trơn. Rồi sau đó rồi, nó giò nó vuốt hồi là coi như là tê tê liệt hết, rồi cái nó trụm cái đầu vậy là máu trào ọc 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 ra đó. Cái bộ phim nó mới tập thứ mấy các vị nhớ, phim Tây Du Ký đó. Rồi một ông thì thế thì rồi ông rồi ông cái tới ông thứ hai bưng trái cây vô mời thí chủ uống, rồi cái rồi cũng rồi vô cái cũng rồi rồi nó rờ 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 qua họ cái rũ rượi, cái nó thọt tay nó bóp đầu một cái về máu ọc 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 ra. Thật ra thì ông Ngô Thừa Ân ông viết cái bộ phim này, mình đời sau mình luận bàn không biết là ông chơi Phật giáo, mà tôi nghĩ chơi là đúng hơn, chơi có nghĩa là muốn nói sự thật vậy đó. Đó thí chủ đó, vì cái lòng từ bi của ông Đường Tam Tạng mà thiếu trí tuệ, chứ nếu mà nghe lời Ngộ Không thì đâu có vấn đề mà mấy ông thầy chùa, mấy ông thượng tọa hòa thượng mà coi như rựng mở như vậy mà bị học máu nó hút xương hút tủy hết đâu. Chắc tôi nghĩ mấy ông đó thấy cái phim đó đông, mấy ông đó ông nào ông ấy cũng có nét nhăn gì hết rồi, tôi nghĩ cũng thượng tọa trở lên hết rồi. Thượng tọa trở lên hết rồi. Tôi thì tôi nói vậy các vị đừng buồn, nếu ai có nghe hòa thượng thượng tọa nào có nghe cũng đừng có buồn, nói đây là một sự cảm thông. Cảm thông là tôi biết là các vị thật sự ra, nhất là những người tu hành, nói vậy chứ vượt qua cái lưới tình ái nó cả một vấn đề, đây là tôi nói thật sự như vậy, cả một vấn đề gọi là dày công hạn mã mới mới vượt qua khỏi cái lưới lưới ái tình, bất cứ là tình gì. Thậm chí ngày nay xã hội nó nhiều cái tình đồng tính luyến ái nữa, nó vượt qua rất khó khăn chứ không phải vậy. Nếu mà vượt qua mà dễ dàng thì thật sự ra cái chuyện tu hành chắc thành Phật hết. Cho nên tôi nói thật chắc là nói cái các vị biết là tu khó nhất là làm chủ được cái tư tưởng, mà cái tư tưởng dục vọng. Thôi nói cái danh từ tế nhị đi, chứ mà nói danh từ theo cái kiểu mà bữa tôi viết mà làm chủ cái CU á, thì khó, người ta nói viết sao mà nghe nó mắc cỡ quá. Thật sự làm chủ nó, làm chủ được nó, bị nó là trung tâm đầu não, nó từ cái các cái hệ thần kinh từ đỉnh đầu cho nên nó chạy vòng 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 cho tới nó tới cái kẹt đó đó, mà làm chủ được đó là thật sự ra là coi như tu hơn nửa đoạn đường, thành Phật hơn nửa đoạn đường, nó khó lắm. Có khi thì cái người tu mà có tu thời gian rồi đó thì nó lại không có đòi hỏi nhiều vấn đề dục vọng, phải cái đó nó nhập vô cái đó rồi nó ra cái đó thì mới mới là thỏa mãn. Cái người không có vậy, cái người tu chắc là họ cũng đang sống ở cõi trời rồi đó, yêu cầu chỉ có người phụ nữ, người khác giới hay là người mà mình gọi là cảm tình đó, chỉ rờ rẫm, chỉ bóp chân, chỉ vuốt cái vai thôi là đã cái cơn dục vọng. Cho nên mấy thầy mà tu hồi nhỏ lớn á, thường hay về lớn lớn tuổi cỡ thượng tọa như tôi á, thì có khi nó qua cái tuổi dục vọng cao trào rồi thì nó chỉ cần cái sự mình vuốt ve thôi, vuốt ve gần gũi tình trong gang tấc, chỉ cần cái lướt liếc mắt thôi là cái tim nó rụng rời rụng rời, các vị hiểu hiểu rồi chưa?
tim nó rụng rời. Cho nên nói chìm đáy nước mà cá lờ đờ lặng, mà lững da trời nhãn ngẩn ngơ xa là vậy đó. Nó rụng rời. Mà tôi cũng chia sẻ với quý huynh đệ các Phật tử để ý, cái này là tôi tự bươi móc ra, kệ lỡ mang tiếng móc mà mang tiếng coi như đá giò lái rồi thì cũng không gì mà sợ nữa trơn. Các huynh đệ để ý nha, cái người nữ đến với có mặt ở trần đời này thì đúng ra là cái nghiệp rất nặng. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phân biệt nam nữ. Nói về lý, nói về thể tánh, tất cả đều có tánh trượng phu, tánh bình đẳng, Phật tánh như nhau. Nhưng nói về hiện tượng, nói về 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 hiện tượng sanh diệt thì người nữ có mặt trần đời này nghiệp nghiệp nặng hơn người nam. Cho nên các vị thấy tại sao các con vật á không gọi nó là con nữ mà gọi nó con cái hay là con mái. Thí dụ như con mèo nó rượng đực rồi nó la nó hét vậy, cho nên nó gặp đâu tới cái ngày nó không chịu nổi cái sự rượng đực của nó, cho nên gặp đâu nó lấy đó. Thí dụ như nó gặp rắn, mèo nó thường lấy con rắn, gặp lươn, gặp trăn gì đó là nó con nào mà cho nó được thỏa mãn cái dục vọng của nó thì nó chấp nhận. Thành ra rồi các vị thấy rồi nó sanh ra thì có khi thì nó cũng hơi 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 quái thai một chút cũng có. Còn như con heo, con chó thì các vị thấy nó đòi hỏi phải là cùng giống nồi mới lấy nó được. Heo thì chỉ nó lấy, heo lấy nó, chó lấy nó, nhưng mà nó sanh ra cả một bầy đàn. Mà các vị biết rằng là khi mà nó sanh ra cả bầy đàn như vậy là coi như con heo nái hay là con chó cái đó đó, các vị thấy bị cực khổ trăm phần. Thành ra các vị thấy đó, cho nên giờ tất cả tôi có lời khuyên các người nữ chúng ta đó. Mà tôi nói vậy để chuẩn bị tôi giảng cái bộ kinh Thắng Mang đó, là hãy nên phát cái đại tâm, phát một bài đại tâm cầu cho nó trong sạch cái tư tưởng, để mà dầu mang thân người nữ, có mang thân người nữ đời qua kiếp lại đi chăng nữa đó, cũng được sanh ra hiền thánh, sanh ra những người con có hữu ích cho nhân quần, cho xã hội. Còn không khéo các vị thấy những người nữ sanh con ra đó, mà nếu mà nó được lành lặn là mình mừng lắm, mà nếu mà sanh con ra mà nó tật nguyền thì các vị thấy là thật sự ra chết cũng không đành, chứ thật sự đau khổ lắm. Tôi biết, tôi cảm thông được cho những người mẹ. Cho nên tôi có cái lời khuyên á, là những người nữ đi chùa, những người nữ học đạo, những người nữ có tâm đến với Tam Bảo á, luôn luôn phải đầy chất khiêm hạ, luôn luôn phải hết lòng cung kính phụng sự cho cái chánh pháp, giống như Thắng Mang phu nhân. Đừng có mà đi chùa rồi cúng 5-3 triệu, 5-30 ngàn, 5-300 đồng rồi coi như là mẹ thiên hạ đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà có phước á thì kiếp sau á, nếu mà có phước thì sanh ra thì cũng làm người, nếu còn cái phước báo. Nhưng mà các vị biết không, đẻ con ra tật nguyền. Bởi vì tôi thấy rồi, tôi thấy nhiều nhiều đó, rồi đẻ ra con ra tật nguyền, rồi cuối cùng á, rồi ai nuôi? Chùa nuôi. Mà các vị biết sanh ra những người tật nguyền, rồi bệnh tật, rồi điên cuồng, rồi đuôi mù sứt mẻ đó, các vị biết đó, rồi cuối cùng chùa nuôi rồi, rồi đâu phải ăn được trọn vẹn đâu. Mình lãnh có một phần à, mà được nó báo cáo cả chục cơ quan chức năng,
rồi chưa đâu, rồi rồi ăn xén ăn bớt. Ngày nay là một số, tôi nói một số nghe, dĩ nhiên tôi không nói hết ra nghe, một số mệnh danh nuôi trẻ mồ côi, nuôi trẻ khuyết khiếm thị, nuôi kẻ tật nguyền vậy chứ, rồi chỗ đó, mấy chỗ đó là các chùa lộng lẫy. Lộng lẫy là nhờ ai? Nhờ mồ côi, nhờ bà lão, nhờ tật nguyền. Tờ nói ra nó đụng tùm lum tá lả. Chứ thật sự ra các vị thấy á, vô tình, không phải cái đó là phước đâu. Có khi là họa đấy, là tội đấy. Chứ đừng nói nhờ mấy kẻ mồ côi, mấy kẻ tật nguyền, mấy kẻ đuôi mù sức mẻ đó, mấy người già cả đó để mà các chùa cho là phước, không có phước đâu. Tội đấy. Ăn trên xương máu người ta. Đúng ra thì thật ra cái chuyện mà nuôi mồ côi, nuôi tật nguyền, khiếm thị, nuôi người già đổ, chuyện đó của thế gian họ làm, chứ không phải của thầy chùa. Cái trách nhiệm bổn phận của thầy chùa, của người tu sĩ Phật giáo là phải truyền đăng tục diệm, là phải tiếp dẫn hậu lai, là nói được cái tiếng chánh pháp. Dầu là mình chưa có phải là cái người giải thoát như Phật, mình chưa có được trong sạch như kim cương, như pha lê, nhưng mà cái ý tưởng, cái tấm lòng mình phải hiến dâng cho cái nền tư tưởng truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ăn được. Cho nên nói tới đây thì bắt đầu mình vào kinh đây. Vào kinh đây thì tiếp tục Phật mới dạy tiếp thiên đế à. Cái thở quá khứ cách đây vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Dược Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thế giới của Đức Phật đó tên là Đại Trang Nghiêm, cái kiếp tên là Trang Nghiêm. Phật thọ mạng 20 tiểu kiếp, chúng đệ tử thinh văn 36 ức na do tha, Bồ Tát Tăng có 12 ức. Này thiên đế, lúc ấy có vị tên là Chuyển Lưng Thánh Phương, hiệu là Bảo Cái, có đầy đủ thất bảo, làm chủ tứ thiên hạ. Vua có 1000 người con đoan chánh dũng kiện, có khả năng chinh phục mọi địch thù. Thời ấy đức vua cùng quyến thuộc hết lòng cung kính cúng dường Đức Dược Vương Như Lai, mọi thứ cần dùng trải thời gian dài 5 kiếp. Qua 5 kiếp rồi, nhà vua dạy các con hãy kế tục theo hạnh của cha đã làm, phải đem hết thân tâm mà cúng dường Đức Phật. 1000 người con đều hoan hỷ vâng lãnh lời dạy của vua cha, thành tâm cúng dường Đức Dược Vương Như Lai trải 500 kiếp nữa. Trong đó có một vương tử tên là Nguyệt Cái, thiền tọa tư duy, đáng tiếc thay ta chưa hiểu được, chẳng biết còn cách cúng dường nào khác tôn quý hơn cách cúng dường này chăng. Do sức thần Phật trong không gian có tiếng vọng, thiện nam tử cúng dường pháp ưu việt hơn tất cả mọi cúng dường. Vương tử bèn hỏi cúng dường pháp là thế nào, và tiếng vọng trong không trung trả lời rằng ngươi nên hỏi Đức Dược Vương Như Lai, ngươi sẽ được biết thế nào là cúng dường pháp. Vương tử Nguyệt Cái đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu làm lễ chân Phật, đứng nép một bên mới bạch rằng: Bạch Thế Tôn, trong tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Con chưa hiểu ý nghĩa cúng dường pháp là thế nào, kính mong Thế Tôn vì con mà dạy bảo. Giờ tôi đọc từ đoạn. Cái đoạn này mà vô tới tai mà lơ tơ mơ là giảng coi như giảng khùng điên luôn. Tôi cũng nói như vậy không có nghĩa là tôi tự mãn hay tôi tự cao nha các chị. Ý tôi nói cái gì? Gặp vô cái tai mà mê tín dị đoan mà quan đường quyển hoặc là giảng cái kiểu theo mê tín dị đoan quan đường quyển hoặc. Rồi tôi nói với các vị từ đầu. Kinh Tạng mà nếu học có căn bản, có nền tảng đàng hoàng thì Kinh Tạng Đại Thừa các vị biết nó là một cái triết lý, cái nguồn triết lý sâu sắc
để cho người hành giả đệ tử Phật phải văn tư tu, và tùy theo cái căn cơ, cái trình độ mà nhận thức thấp cao, nhưng mà phải dựa trên nền tảng là chân lý. Mà như tôi nói các vị, chân lý của đạo Phật là gì? Là đối với không gian là nhân duyên, mà đối với thời gian nó là nhân quả. Đó là chân lý của đạo Phật. Nhưng mà đặt lại vấn đề hỏi như vậy, nếu nói về là nhân duyên và nhân quả như vậy, thì nếu nói là chân lý, thì chân lý là cái gì? Nó phải bất di bất dịch mới gọi là chân lý. Như vậy thì nhân duyên nó có thể đổi thay, nhân quả có thể thay đổi, thì tại sao nó lại là chân lý? Các vị nghe Pháp, các vị có quyền tham vấn, có quyền nghi ngờ. Để rồi tại sao nếu nó là chân lý, đã gọi là chân lý thì nó phải bất di bất dịch? Thí như chân lý muôn đời, mặt trời là nóng, mặt trăng là lạnh. Chân lý muôn đời, lửa là nóng. Chân lý muôn đời, nước biển là mặn. Thì như vậy thì nó mới gọi là chân lý chứ. Nhưng mà thưa các vị, chân lý nó là vậy. Nhưng mà chân lý đó nó có thể đổi thay theo cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này. Thế như mặt trời nó là nóng, nhưng mà mình có một cái tấm gì nó che một cái thì nó cũng có thể làm cho dịu mát. Nước biển là mặn, nhưng mà thật sự bây giờ tôi thấy ở Mỹ này nè, tôi nói thật với các vị là uống nước là nước biển không đó chứ. Từ cái nước mặn mà cắt thành nước ngọt uống như vậy, chứ thật ra làm gì mà nước ngọt đâu đủ mà tải cho cái thế giới người này uống. Thì như vậy cái thể của nước biển là mặn, nhưng mà thật sự ra có khả năng cắt được cái ngọt. Cho nên chân lý đạo Phật nói là chân lý, nhưng mà vì có thể đổi thay cái nguồn, trở về cái nguồn chân lý cao thượng, thì có thể đổi thay những cái điều xấu xa và ác pháp. Nhân duyên anh hiện đời anh bị đau khổ, bị anh phiền lụy, bị anh bị trói buộc, nhưng mà anh cố gắng, anh vươn lên, anh nương cái nền tảng đại từ đại bi đại hỷ đại xả, anh cố gắng, anh tinh tấn, anh nhẫn nhục, anh trì giới, anh thiền định vân vân, rồi đạt tới trí tuệ thì anh vượt qua được rồi chứ, vượt qua được khổ đau đó chứ. Nếu anh làm những điều ác mà anh biết quay đầu, anh biết thay đổi, anh biết ăn năn, anh biết làm những điều tốt, thì cái sự ác đó nó dần dần nó phai nhạt rồi chứ. Chỉ có những cái tâm hồn xấu xa bỉ ổi, rồi nó mới ôm cái xấu xa bỉ ổi của người, mà nó không làm cho con người gọi là chấp nhận, cho con người đổi thay theo cái môi trường, cái hoàn cảnh sau. Những cái thứ mà coi như là cái tâm nó cấu thì nó nhìn mọi người coi như không thể đổi thay được. Còn tâm mà mình có cái chỗ thoáng mở thì mình biết rằng thời gian nó đổi thay, thì cái sự sai trái con người, sự vọng tưởng con người, sự lầm chấp con người cũng sẽ đổi thay đó chứ. Cho nên nhân quả của đạo Phật đưa ra nó có ba thứ nhân quả, gọi là dị thời như thục, dị lộ như thục, biến dị như thục. Cái đổi thay được hết đấy. Nhưng mà chân lý ở muốn nói rằng là đối với cái tư tưởng nhà Phật, đỉnh cao của giáo lý đạo Phật là nhằm nhắc nhở cho con người để xa trừ cái ác, hành được cái thiện. Nếu mà anh hành thiện là anh không lọt của ác vậy thôi. Cho nên gọi là chân lý của đạo Phật là vậy. Chân lý là đặt nặng trên nền tảng nhân duyên và tin sâu vào luật nhân quả. Đối với nhân duyên là về mặt không gian, mà nói nhân quả là về mặt thời gian. Hiểu như vậy thì con người đó sống bất cứ nơi đâu trên cuộc đời này, dầu là ở thế giới nào đi chăng nữa, quốc gia nào đi chăng nữa, dầu là đóng vai trò nào trong xã hội, thì con người đó vẫn được ung dung tự tại.
mình biết nhân duyên, mình tin nhân quả như vậy, tin do tội phước nghiệp lực của mình tạo, cho nên ngày hôm nay mình sanh ra trần đời này mình mới như vậy. Rồi mới như vậy rồi mình cố gắng mình chuyển cái nhân đó, cái duyên đó trở thành tốt đẹp, rồi mình tin sâu vào lý nhân quả, mình không tạo tác, mình không tạo những điều thất nhân ác đức, mình không tạo những điều quan trái, mình không tạo những cái điều mà coi như là làm cho khổ khổ người khổ mình nữa, thì cái nhân quả nó đổi thành nhân quả tốt. Nhưng mà nó phải có thời gian, gọi là dị thời dị thuật, gọi là biến dị dị thuật, gọi là di lỗi di thục. Nội nhân quả thôi, nội chân lý vậy thôi. Mà mấy thầy tu ngày nay có ai mà dám giảng cho Phật tử hiểu không? Hay là cứ có tối ngày cứ giảng cúng đi cầu đi. Nếu mà đạo Phật mà cầu cúng được, mà Phật có ban ơn giáng phước được, thì thật sự ra cái đạo Phật đem dẹp từ lâu rồi. Đạo Phật ra đời sau đạo Bà La Môn mấy ngàn năm, đạo Phật có mặt sau đạo Hồi bao nhiêu năm tôi không nhớ rõ, nhưng mà có nghĩa là các cái đạo khác người ta đã xuất hiện trên trần đời này từ dạo ấy rồi. Đạo Phật sở dĩ có mặt trần đời này do Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là người khai sáng ra, cái người phát minh ra, cái người nhận thức được cho nhân loại thấy được. Thì tôi hỏi các vị, nếu mà cúng cầu thì Phật, ông Phật Thích Ca Mâu Ni coi như bỏ hoàng cung đi tu làm gì? Nếu mà thời đó ngài là một con người, nếu mà giờ nói thẳng mình không phải mình ca ngợi ông giáo chủ của mình chứ, nếu mà nói về cái mặt lịch sử thì biên chép lại, hay là nói về mặt thực tế thì ông Thái tử Tất Đạt Đa là con người gọi là thông minh xuất chúng, văn võ kiêm toàn, thì thôi lúc đó đi kéo binh đi chinh phạt nước này nước kia nước nọ để gồm thâu lục quốc, cũng như là Tần Thủy Hoàng, như là Hitler như này kia cũng được vậy. Cỡ như Võ Tắc Thiên kia còn làm nữ hoàng được 15 năm trị vì thiên hạ, mà một mình xây dựng một mình một nhan sắc của một nữ nhi như Võ Tắc Thiên mà còn hận cái đám sàm thần mà còn đứng lên mà dám trị vì thiên hạ 15 năm. Mà 15 năm sau đó thì cái gì đó mấy bên bên đường cái dòng họ của Hà Lý hả? Hà Lý mới coi như là thương lượng để mà phục hồi, chứ đâu phải giết bà Võ Tắc Thiên đâu, để nuôi bà Võ Tắc Thiên cho tới ngày viên mãn. Mà một con người dối mà tôi nói là tôi có những đêm ta không ngủ, ta hận cho cái lũ sàm thần, nhìn lại đôi tay ta đã nhuộm máu hồng, ta thù, ta sợ cả ta. Nhưng ta đã bước lên tột đỉnh của uy quyền, thì thân xác này nào phải của riêng ta. Thân xác này là của Giang Sang Cẩm Tú, trí não này là của tàn dân. Trời ơi, bà Võ Tắc Thiên bà nói câu đó mà tôi tâm đắc, mà tôi nói hoài tới các vị đây. Chính đối với đạo Phật không có chuyện cúng cầu. Cúng cầu là phương tiện hạng bét, là coi như là để phương tiện để mà gọi là người ta đau nhức quá rồi lấy rượu thuốc, lấy thuốc giáng mà so. Chứ thật sự cái đau nhất, cái khổ đau của nhân thế này nó ở trong não, nó ở trong tủy, mà lấy thuốc giáng mà so đau. Cho nên tôi nói thật các vị nghe, trời ơi, cái đầu tôi vậy nè, tôi bóp, tôi thấy, ủa sao khi mình gọi là nhức đầu, nhức ở đâu ta? Cái mình bóp 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 về sao toàn là xương sọ không à? Thật sự nó nhức đầu là nhức ở đâu? Rồi cái tôi thì xài cái lỗ chai dầu này nè, tôi lấy rồi tôi so, tôi so đã rồi sao tôi, ủa sao nó cũng đau? Rồi cái tôi phải lấy như vậy nè, cái dầu này cái tôi so vậy nè, cái tôi để cái lỗ tôi hết lên một cái nó thông vô cái não, thì từ cái này cái kia nó tương quan tương duyên vậy, nó đỡ một chút. Chứ thật nhức đầu đâu phải là nhức ngoài cái xương sọ này. Cái xương sọ này mà nhất là rồi đó, tôi nói nhất là nó nhất ở trong cái não con người.
trị cái bệnh tâm bệnh, trị cái phiền não vô minh nó ăn bám ở trong cái não con người, trong cái tủy con người, trong óc con người, tẩy cho nó thì lấy cái dầu dầu này mà tôi cứ xoa ở ngoài này là nó đỡ thôi. Nhưng mà muốn như vậy đó, muốn cho nó hết nhức đầu qua là phải lấy dầu này xoa bàn tay nó nóng như này, xoa cho nó nóng, cho nó ấm cái lòng bàn tay như này, rồi để mũi này hết một cái ốc, cái nó vô. Thì bây giờ bắt đầu mới xoa như vậy nè, xoa ngay cái hai con cái gọi là cái gì đó chân mày vậy nè, rồi bóp bóp mạnh là những cái hệ thần kinh này nè, nó có những thần kinh nhỏ nó mới thấu vô từ cái nào chơi. Mà anh chỉ cầu nguyện, anh chỉ van xin, anh chỉ mà mua vui, chỉ lấy lòng cảm tình thì thật sự ra nó chỉ là cái loại dầu mà xóa bên ngoài thôi. Đối với đạo Phật nó thẳng, nó thật, nó đúng chân lý. Nhưng mà tại vì thời Phật á, thì Đức Phật là cái người gọi là mẫu nghi, một người gọi là uy nghi, coi như là Phật là Phật rồi thì không có chuyện gì mà để mà chê trách. Như vậy mà cũng có đám, cái đám mà nó không có duyên, nó không có căn lành, nó gọi là nó cũng chửi Phật như thường. Thật ra Phật thì nó khác, còn tôi thì bây giờ không phải là Phật, tôi thì mới có danh tự tức Phật, lý tức Phật thì tôi có đấy, nhưng mà đạt tới cứu cánh là tôi chưa, tôi mới danh tự tức Phật. Rồi mặc cái áo này, thật sự áo này cũng đâu phải của Phật đâu, nhưng mà mình cũng tạm thời là mặc cái áo này để nói lên cái đạo Phật, là người xuất gia trưởng tử Như Lai thì gì là gọi là tương tự tức Phật vậy thôi. Trời ơi, chứ thật sự ra biểu tôi mà giữ cái uy nghi tới hạnh mà tôi làm như Phật thì tôi đầu hàng trước. Cho tôi nói thẳng, nói thật, nói chân lý, nói mạnh bạo, nói để nói lên cái triết lý sâu sắc đó. Thì vấn đề mà tôi nói các vị là Đức Phật nói rằng là với vua trời rằng là ngày cách đây vô lượng A Tăng kỳ kiếp có một vị Phật tên là Dược Vương á. Thời đó có một vị chuyển luân thánh vương tên là Bảo Cải. Chuyển luân thánh vương. Vị chuyển luân thánh vương này thật sự ra họ, nếu nói là chuyển luân thánh vương thì cũng có cái sắc tướng không thua vị Đức Phật. Phước báo, sắc tướng cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vậy. Nhưng mà tại sao không gọi là Phật? Tại vì cái vị này chưa đạt tới cái chỗ trí tuệ. Phước thì có, mà cái phước thì gọi là phước hữu lậu. Con người mà muốn đạt tới cái phước vô lậu là con người phải buông xả hết. Buông xả chùa chiền, buông xả danh vọng, buông xả địa vị, buông xả giai cấp, buông xả chức tước, buông xả vợ con, buông xả tôi tớ, buông xả hết. Thì người đó mới mới gọi là Phật. Chứ còn Thích Ca Mâu Ni, nếu ngài còn là thái tử thì như tôi đã nói là ngài đi chinh phạt các nước thừa đủ, mà ngài thừa khả năng đó mà. Rồi lúc đó rồi ông cho xây dựng bây tụi bay đâu, bây giờ phải cắt cái chùa này để cho truyền đăng tục diệm, cho cửa bá tánh vô lại vô cầu, thừa khả năng đó mà sao Thích Ca Mâu Ni Phật không làm? Mà thái tử Tất Đạt Đa phải bỏ hoàng cung, bỏ hết để đi vào rừng để tìm chân lý đó. Các vị đệ tử Phật, các vị cứ suy nghĩ chuyện đó đi, tôi khơi nguồn cho các vị suy nghĩ chuyện đó. Đức Phật thừa khả năng khải móng tay một cái là cắt bao nhiêu chùa không được, mà cuộc đời của ngài bỏ hoàng cung đi tu rồi thành một vị Phật, rồi thành vị Phật rồi 45 năm rày đây mai đó để chuyển pháp luân, để thuyết pháp độ sanh, làm thầy của các vị vua thời bấy giờ đó. Có như nếu mà xét lại mình gọi giống như quốc sư đó, nhưng mà thời đó chưa có danh từ đó. Thì như vậy có Phật có đi tới chỗ nào Phật biểu cắt chùa đó? Hoàn toàn trong kinh tôi coi hết Tam Tạng kinh điển không có cái chỗ nào Phật kêu gọi là đại dương à, đại dương nên cắt ngôi chùa ở vùng này cho bá tánh tu. Không hề có. Không hề có nghe. Cho nên ngày nay nó là cắt chùa để đền ơn Phật là sai bét.
rồi để các chùa xong rồi tạo cái bản ngã cho mình, nó y báo chánh báo trang nghiêm là sai bét. Nếu y báo chánh báo trang nghiêm thì vậy là ông Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn là càng tu hành, càng giải thoát giác ngộ là càng mất cái y báo chánh báo hay sao? Mà để rồi cuối cuối cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni Phật cũng phải ra cái rừng Ta La Sông Thọ, vô rừng đó mình thị hiện Niết Bàn. Chứ đâu có vụ mà về hoàng cung mà nằm đó để cho chuông khua trống đánh, để cho làm cái đám ma linh đình lộng lẫy đâu. Tuyệt vời cái nền giáo lý đâu. Cho nên ông vua đó đó, ông vua Chuyển Lương Thánh Vương đó, đó là gần gũi cúng dường Phật Dược Vương. Rồi ông vua đó đó sẽ có 1.000 người con, mà trong đó có một người con tên là Nguyệt Cái. Rồi khi mà ông vua giao lại trách nhiệm cho 1.000 người con đó là con cũng nên học cái hạnh của cha để mà cúng dường Phật Dược Vương. Rồi tới những 1.000 người con này học cái hạnh của cha cúng dường cho tới 500 đời về sau nữa. Rồi mình nghe mấy danh từ này là lơ mơ, là giảng mê tín chết. Giảng mê tín chết. Cái văn tư tu. Có một người con tên là Nguyệt Cái mới thầm suy nghĩ, hồi thời cha mình cũng cúng dường, rồi tới mình cũng cúng dường, như vậy mà cúng dường này mà sao nó không phát sinh trí tuệ? Có thứ cúng dường nào khác không? Cúng dường nào ưu việt hơn không? Đó, cho nên ông Nguyệt Cái này ông suy nghĩ. Con này suy nghĩ. Thì khi ông suy nghĩ đó đó, thì từ trên hư không đó, cho nên nghe cái tiếng vọng ra. Tiếng vọng ra nói rằng là có trong các thứ cúng dường loại là cúng dường chánh pháp, và loại cúng dường có giá trị hơn hết. Cúng dường chánh pháp. Thế thì hỏi vậy thì ông Nguyệt Cái mới bèn đi tìm Phật Dược Vương để hỏi thế nào là cúng dường pháp. Phật mới dạy rằng, này thiện nam tử, vì kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, tất cả trong đời khó tin, khó nhận, khó nghe, khó hành, nhiễm màu, khó thấy, thanh tịnh, không nhiễm, không phải lấy suy nghĩ mà phân biệt mà biết được. Nếu nghe những kinh như vậy mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức, phương tiện, phân biệt, giải nói, chỉ bài rành rẽ cho chúng sanh, giữ gìn chánh pháp, đó là cúng dường pháp. Cúng dường pháp. Cúng dường pháp là cúng dường, có nghĩa là cái người đó phải nghe cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, mà nghe được, hiểu được, tin được, để rồi hành được. Đó là cúng dường pháp. Gọi là chư cúng dường trung, pháp cúng dường tội. Cho nên ngày nay các Phật tử thấy rồi đó, ta không chịu học đạo cho nên ta cúng dường, cứ mãi mãi đi cúng dường, đam mê cúng dường phước báo vật chất, cho nên nó trở thành một cái nguyên nhân của bao nhiêu cái sự đau khổ phân biệt. Chùa tôi, tại vì tôi cúng dường nhiều cho nên bây giờ tôi có quyền với ông thầy, trên thầy dưới tôi. Đau khổ lắm, nói ra đau khổ lắm. Vì lẽ đó mà tôi đã thật các vị là tôi ngán ngẩm cái chuyện xây chùa lắm. Từ đầu chứ đuôi chứ bây giờ không phải là tôi nói tốt bây giờ đâu. Ngay từ khi mà tôi nhận thức ra vấn đề này, nhưng mà rồi cũng buộc lòng, cũng chơi với người ta. Rồi ở Việt Nam cũng nhận ngôi chùa chơi, cũng trầy da tróc giải. Rồi qua Mỹ nhận bao nhiêu chùa mà chùa hội không em. Chơi, có chức chơi vậy. Rồi nó đấu đá, nó gào, nó cấu xé. Thật sự ra cái chùa là cái nơi mà gọi là tam môn thanh tịnh tuyệt phi ngu, để đàn tính quy tăng phước huệ, đó là cái nhãn hiệu. Nhưng mà không khéo là cái chùa là cái nơi gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứa toàn là những dân hỉ nộ, ai cụ, ái ố vô trong đó. Dục.
Cho nên các vị biết rằng đi vô chùa mà nó không có lòng nhân, vô chùa mà nó không thể hiện được đức từ bi, vô chùa mà nó kỳ thị phân biệt hơn thua, thì cái chỗ đó là cái mảnh đất của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Cho nên các vị ham cúng dường cho có phước đi, rồi phước không thấy mà thấy đời qua kiếp lại đó. Giờ nhờ cúng dường nhiều quá cho nên bò lê bò lết, bây giờ sắp hàng vô chùa nhận quà đó. Đó, cúng dường là theo lẽ là cúng dường để là thăng thiên, để rồi về sống an lành ở cõi trời, sống an lạc ở cõi Phật, sống nhàn ở cõi tiên, gọi là gì đó, bất thoát tục tức tiên cốt. Nếu thoát được tục là cốt tiên, mà đa tình thì Phật tâm, cái người mà có nhiều cái tấm lòng tốt gọi là đa tình, chứ không phải đa tình là cái tình phân biệt nha. Nhiều cái tình nghĩa, nhiều cái tốt lành thì đó là tâm Phật. Nhưng mà thật sự ra mấy kẻ mà thoát tục được và gọi là cốt tiên, mấy kẻ mà có cái tình thương yêu đại từ để bi hệ đại xã đâu mà Phật tâm. Cho nên cái câu nó tuyệt vời, gọi là thoát tục tức tiên cốt, mà đa tình thì Phật tâm. Nhưng mà tình của mình nó đa tình cái chỗ là tình ái, tình thức phân biệt. Chứ nếu mà đa tình bằng cái tình của con người rộng mở, bằng sự thương yêu, bằng sự tha thứ, bằng sự quảng đại, bằng sự bao dung, thì cái đó mới gọi là đa tình thị Phật tâm. Cũng như nói là chúng sanh thì tâm vô thường, mà thánh nhân thì vô thường tâm vậy. Học mấy này nó đã quá các gì. Mà tôi không dám nói nhanh được, tôi nói chậm, ai ghi chép được gì. Như vậy trong các cách cúng dường, chỉ có cúng dường Pháp là cúng dường tối ưu, tối thượng. Nhưng mà tôi thấy ngày nay mà đại đa số Phật tử là tối, tôi cũng hào hứng, lâu lâu tôi coi, tối cũng coi chứng tế chơi vậy. Tôi thấy có mấy ông thầy chứng tế, trời ơi, nó chứng tế lên rồi nó bắt ấn cái tay, trời, nó làm như là còn hơn cái gì. Tôi tưởng tượng mà tôi bắt chước, tôi múa theo mà không có dẻo nha. Mấy ông chứng tế nó múa là sao mà nó còn quắn cái tay nè. Rồi mấy bà, trời ơi, mấy bà gặp mấy bà lỡ thời, mấy bà giá, mấy bà chồng bỏ, chồng chê, chồng chết, chồng kia nó ngồi há mồm coi mà chảy nước miếng. Bởi vì cái thời nay nó mê cái dày nè, rồi cái lấy cái bông rúng rải rúng nhảy, mấy bà há mồm ra rồi cho nó rơi vào. Tu hành kiểu đó, mê tín kiểu đó thì gọi là cúng dường Pháp ở đâu? Tôi biết là hả, mấy ông pháp sư thì nó sẽ đụng với mấy ông kinh sư, là tại vì nó ngược cái một bên sự bên lý. Nhưng mà ý của tôi không phải nói vậy là tôi bài bác sự. Nhưng mà cái mê tín dị đoan càng ngày con người nó càng mê tín, càng dứa dằn. Bởi vì con người sống trong một cái quốc độ bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý. Nhất là người Việt của chúng ta. Người Việt, quý vị thấy người Việt đi đâu cũng vậy, qua tới Tàu, tới Tây, tới Mỹ, tới Pháp, tới Đức, tới Canada, cũng không có lễ nào rồi không cúng chứng tế hết trơn á. Chú cúng chứng tế nó có lợi, còn âm dương lưỡng lợi thì phải cúng. Thật sự ra tôi thấy nước Mỹ này nè, thời chiến tranh cũng chết chóc biết bao nhiêu người để thống nhất được cái đất nước của Hoa Kỳ này, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ này, là các vị biết rằng là chết hàng loạt. Nhưng mà người ta có cái thầy chùa của Mỹ có bài ra cúng cầu đâu. Rồi vậy không lẽ âm binh giật người ta hết sao? Ở Việt Nam mình lễ gì cũng chẩn tế. Chẩn tế mà thật sự ra không có cái tâm. Cho nên á, ngày xưa mấy ông thầy chẩn tế ngồi đàn là ngồi nhiếp tâm ngồi. Còn mấy ông thầy chẩn tế ngày nay tôi thấy ông nào ông ấy ngồi vào con mắt trợn tới trợn lui, liếc ngang liếc dọc. Thành ra tôi nói các vị, cúng dường trong các cách cúng dường, chỉ có cúng dường Pháp là tối ưu tối thượng.
mấy ông thầy chùa mà giảng khô khô nước miếng, giảng đổ mồ hôi như tụi tôi vậy, thật sự ra là giảng xong rồi là bị chê nhiều hơn khen. Chê là nói trời ông thầy chùa gì mà giảng dữ quá, thầy chùa gì giảng đá đầu này móc đầu kia, thầy chùa mà giảng vậy chứ đâu bao giờ khen, nó tội nghiệp ông thầy đó, ông nói vậy là ông chịu thiệt thòi, ông chịu thiệt cho ông đâu. Còn mấy ông thầy chứng tế cứ có ông bài đó mà lên rồi về cái rồi la, rồi dày la dày la dày la cái rồi á ự a ự ý y ơ ơ gì đó, rồi coi như là mê chảy nước miếng. À, thôi tối nay nói nhiêu đó thôi, còn ráng cố gắng kỳ nữa nói, bây giờ là cái bài này chắc bữa nay phải nói kỳ nữa mới hết cái chương này. Chư cúng dường trung pháp cúng dường tối, trong tất cả các cách cúng dường pháp là tối thượng. Hẹn gặp lại các vị vào sáng ngày thứ ba học tiếp kinh này, và như tôi thông báo là sáng thứ hai là mình học cái nền giáo lý nhà Phật căn bản ha. Chúc lành đến toàn thể các vị. Nếu lỡ lời nào mà nghe mà nó có lỡ đụng chạm, xin cười mà hoan hỷ nha. Còn không hoan hỷ là lỗ ráng chịu.